Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay Triều sẽ quay và giới thiệu cho anh chị một chiếc Mazda CX-5 2023. Xe này được sản xuất là 2023. Đó, bản này là bản 2.5 full option nha. Nó có tích hợp sẵn chẳng hạn như là camera 360 nè, zin theo xe và có cảm biến phía trước như vậy nè, đèn chiếu sáng full LED luôn. Động cơ 2.5, 5 chỗ gầm cao, nội thất rộng, công nghệ đầy đủ luôn. Thiết kế xe đẹp, màu đỏ này, màu đỏ ngoài nhìn đẹp lắm anh chị. Sơn zin gần như là quanh xe luôn. Vì chiếc xe này mới chạy có 3.700 cây à. Anh chị coi, có camera tích hợp nè, 360. Đó, đẹp lắm anh chị nha. 2023 luôn á anh chị. Các chi tiết trong nội thất là dường như là mới tinh luôn á anh chị. Đó, mới tinh luôn. Đó, ghế da sẵn luôn nè. Đó, đây, cửa sổ trời luôn. À, thắng tay điện tử luôn, tự động giữ thắng luôn. Chế độ lái sport luôn. Điều hòa hai dùng nè, có chìa khóa thông minh, có đầu nút bấm, có ga tự động luôn, có phủ táp lô luôn, có màn hình giải trí luôn, có màn nắp gương luôn, hiển thị tốc độ khi mình chạy xe. Đó, đây, xe đẹp lắm. Anh chị nào mà có quan tâm Mazda CX-5 5 chỗ gầm cao thì anh cho chị coi thử nè. Sản xuất là 2023 luôn. À, 2023 luôn nha. Động cơ 2.5, ghế chính điện nè. 5 chỗ gầm cao. Và cái màu đỏ nhìn đẹp lắm anh chị coi nè. Rất là đẹp. Màu này nhìn nó sang ghê. Nè, có tắp bi cửa nè, cái chi tiết nè. Dường như là mới tinh luôn, đi có 3.700 cây anh chị. Đó, anh chị coi nè, cái dàn ghế da nó mới tinh. 3.700 cây thì có gì đâu đáng đo anh chị. Đó, đây. Đó, 3.700 cây. Nè, vỏ xe nè. Đó. Đây, phía sau nè, nước sơn nó nhìn đẹp. Signature nè, premium nè. Đó, CX-5 AWD là dẫn động 4 bánh toàn thời gian anh chị nha. Là nó kiểu dạng là hai cầu nhưng mà nó vận động 4 bánh luôn, chứ nó không có vận động một cầu, hai cầu luôn, vận động hai cầu luôn. Mặc định luôn, không có chỉnh được một cầu hai cầu, nó mặc định là 4 hai cầu luôn. Đây, bánh xe dự phòng nè, chưa sử dụng luôn. Có cái lò súp nữa nè gì? Lò bầu nữa nè. Đó. Quá đẹp. CX-5 AWD. À, anh chị coi nè, nước sơn liền lạc, sơn zin luôn á. Nè, 3.700 cây thì có gì đâu, nghiên cứu anh chị. Đây nè. À, quá trời đẹp luôn. Anh chị nào yêu thích cái mẫu CX-5 thì chị đến cho chủ Triều coi thử nha. Nè, nó ni lông của cái lo này để luôn nè. Chưa lọc luôn. Cái lo bâu luôn, nghe nhạc cực kỳ hay luôn anh chị. Ở đây thì có nè. Cam 360 nè, cảnh báo chống trượt nè, cảnh báo lịch làng nè, ngắt động cơ tạm thời nè, mở cấp điện nè, cảm biến luôn phía sau đầy đủ hết luôn, mới chạy có 3.700 cây à. Thắng tay điện tử nè, tự động dư thắng nè, chìa khóa bọc da đó, rất là ok. Ở đây có cảnh báo điểm mù, vẫn có cảnh báo điểm mù nha. Khi mình mở chìa khóa lên, nó sẽ khi mình đang chạy nó sẽ hiện lên một cái đèn cảnh báo điểm mù. Xe mới chạy có 3.700 cây mới tin nè. Anh chị nào mà có quan tâm dòng xe chạy lướt đến chỗ chịu gọi thật. Không, đây là cái phần động cơ 2.5 nè, anh chị coi nè. Ốc động cơ nè, đây, mở cái này lại luôn. Quay cho anh chị coi cái phần động cơ 2.5 nha. Ở đây, máy móc là nguyên zin. Chiều mua bán, chiều vẫn cam kết và đảm bảo cho anh chị là xe không có tai nạn, không có ngập nước nha. Máy móc nguyên zin. Nói chung cũng bao anh chị chết hẳn thôi máy. Anh chị mua mà anh chị cảm thấy không an tâm á, anh chị cứ chết hẳn, bao chết hẳn. À, nè, máy móc còn mới tinh, mới chạy có 3.700 cây, có gì đâu đắn đo suy nghĩ. Nè, ốc cabo nè. Đó, rất là ok luôn. Đây nè, ốc đèn nè. Rồi, chiếc Mazda CX-5 là sản xuất 2023, động cơ 2.5, chạy 3.700 cây. À, xe này là bản 2 cầu đó. Chiều bán giá là 950 triệu thôi, còn thương lượng. Anh chị nào mà có quan tâm, có thiện chí thì đến coi xe, đều là chịu bất thêm cho nha.